Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Tâm Phúc TV Tiểu Sử của Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhé. Ông Nguyễn Tấn Dũng bí danh là Ba Dũng, sinh ngày 17 tháng 11 năm 1949 tại Cà Mau, là một chính trị gia người Việt Nam. Ông nguyên là Thủ tướng thứ 6 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2006-2016. Từ năm 1997 đến năm 2016, ông cũng đồng thời là đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa 10, 11, 12, 13 thuộc đơn vị bầu cử khu vực 3 thành phố Hải Phòng, huyện Tiên Lãng. Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 8, 9, X, 11, trưởng ban Ban chỉ đạo thi hành án phần tài sản vụ án EPCO, Minh Phụng từ năm 2002. Ông từng giữ chức trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Sau Hội nghị Trung ương 6 khóa 11, ban này chuyển sang cho Bộ Chính trị quản lý, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông được Quốc hội bầu lên vị trí Thủ tướng Chính phủ từ ngày 24 tháng 6 năm 2006 sau khi Thủ tướng tiền nhiệm Phan Văn Khải quyết định về hưu năm 2006. Sau đó ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 vào ngày 25 tháng 7 năm 2011. Ông là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam thuộc thế hệ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 và cũng là một trong những thủ tướng trẻ tuổi nhất khi nhậm chức 56 tuổi. Tại Đại hội Đảng lần thứ 12, ông xin không tái cử vào Ban chấp hành Trung ương và được chấp nhận. Từ ngày 6 tháng 4 năm 2016, ông thôi nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, nghỉ hưu theo chế độ. Ông làm Thủ tướng vào cuối khóa 10 sau khi ông Khải từ chức rồi làm Thủ tướng qua hai khóa 11 và 12 nên ông có 3 nhiệm kỳ làm Thủ tướng. Xuất thân của ông. Ông Nguyễn Tấn Dũng quê ở thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Cha ông là Nguyễn Tấn Thử tên khác, Nguyễn Tấn Minh, Mười Minh chính trị viên phó tỉnh đội Rạch Giá. Mất ngày 16 tháng 4 năm 1969, khi một trái bom Mỹ đã ném trúng hầm trú ẩn của tỉnh đội Rạch Giá và được truy phong liệt sĩ. Mẹ ông là bà Nguyễn Thị Hương 1924-2017. Bà là chị em con chú con bác với diễn viên Nguyễn Chánh Tín. Là con thứ hai trong gia đình, Nguyễn Tấn Dũng còn được gọi với cái tên Ba Dũng. Giáo dục. Từ tháng 11 năm 1961 đến tháng 12 năm 1976, tham gia công tác, chiến đấu trong quân đội. Học bổ túc văn hóa cấp 3 và khóa đào tạo quân y sĩ và bổ túc chương trình phẫu thuật ngoại khoa của bác sĩ quân y. Từ tháng 1 năm 1977 đến tháng 9 năm 1981, học khóa sĩ quan chỉ huy cấp tiểu đoàn, trung đoàn. Từ tháng 10 năm 1981 đến tháng 12 năm 1994, học trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, Hà Nội. Từ năm 1991 đến năm 1994, ông học cử nhân luật của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh hệ tại chức. Hoạt động tại quân đội. Năm 1961, ông tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm công tác văn thư, liên lạc, cứu thương, y tá, y sĩ. Nguyễn Tấn Dũng sau đó lần lượt giữ các chức vụ tiểu đội bậc trưởng tương đương trung sĩ, trung đội bậc trưởng chuẩn úy, đại đội bậc phó thiếu úy, đại đội bậc trưởng trung úy đội trưởng đội phẫu thuật, đại đội trưởng và chính trị viên trưởng đại đội quân y thuộc tỉnh đội Rạch Giá. Nguyễn Tấn Dũng gia nhập Đảng Lao động Việt Nam ngày 10 tháng 6 năm 1967, chính thức ngày 10 tháng 3 năm 1968. Cuối năm 1969, nhờ người bạn chiến đấu Phan Trung Kiên, ông thoát chết trong một trận càn quét ở Cà Mau, Kiên Giang. Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó đang là cấp bậc trung úy, đã chọn ở lại phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Tấn Dũng là trung úy, chính trị viên đại đội quân y thuộc tỉnh đội Rạch Giá. Sau năm 1975, ông lần lượt giữ các chức vụ thượng úy, chính trị viên trưởng tiểu đoàn bộ binh 207, đại úy, chủ nhiệm chính trị trung đoàn bộ binh 152, thiếu tá, trưởng ban cán bộ bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang. Sự nghiệp chính trị. Từ tháng 10 năm 1981 trở đi, ông phục viên và tham gia công tác chính trị, sinh hoạt của Đảng Cộng sản Việt Nam tại địa phương, lần lượt giữ các chức vụ tỉnh ủy viên Kiên Giang, phó ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Kiên Giang, bí thư huyện ủy Hà Tiên, phó bí thư thường trực rồi bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, bí thư đảng ủy quân sự tỉnh Kiên Giang, ủy viên đảng ủy quân khu 9, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang. Từ tháng 1 năm 1995, ông tham gia công tác trong Trung ương với các chức vụ thiếu tướng, thứ trưởng Bộ Nội vụ. Tháng 1 năm 1995, tháng 8 năm 1996, ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương. Được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng tại các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam thứ 6 năm 1986, dự khuyết và thứ 7 năm 1991. Năm 1991 đến năm 1994, học cử nhân luật hệ tại chức 12.
Ngày 1 tháng 7 năm 1996, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương và được Bộ Chính trị phân công làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ 8 và là Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, phụ trách vấn đề tài chính của Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 6 năm 1996 đến tháng 8 năm 1997. Từ tháng 9 năm 1997, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 10 đại biểu khu vực 3 Hải Phòng và được đề cử và sau đó được Quốc hội thông qua giữ chức Phó Thủ tướng. Sau đó, Thủ tướng Phan Văn Khải cử giữ chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực và Chủ tịch Hội đồng Tài chính, Tiền tệ của Chính phủ. Trong thời gian này, ông được nhà nước Lào tặng thưởng huân chương ISALA hạng nhất, huân chương cao quý nhất của Lào. Tháng 5 năm 1998, Quốc hội thông qua cử ông kiêm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chức vụ này ông giữ đến ngày 11 tháng 12 năm 1999 thì bàn giao lại cho ông Lê Đức Thúy. Tháng 8 năm 2002, ông tiếp tục được đề cử giữ chức vụ Phó Thủ tướng và được Quốc hội khóa 11 thông qua. Thủ tướng Chính phủ 2006 đến 2016. Ngày 16 tháng 5 năm 2006, Thủ tướng Phan Văn Khải đề cử ông làm người kế nhiệm mình chức phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 11. Ngày 27 tháng 6 năm 2006, ông được Quốc hội bầu làm tân Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông trở thành người trẻ nhất giữ chức vụ này. Ngày 27 tháng 11 năm 2006, Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định 1568 cho phép tu sửa nghĩa trang và mộ phần của các lính tử trận Việt Nam Cộng hòa. Ngày 25 tháng 7 năm 2007, tại Quốc hội khóa 12, ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2 chức vụ Thủ tướng Chính phủ với tỷ lệ 96,96% phiếu đồng ý hợp lệ trên tổng số đại biểu. Ông Dr. Manmohan Singh và ông Nguyễn Tấn Dũng tại Thái Lan năm 2009. Ngày 26 tháng 7 năm 2011, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, ông tái đắc cử nhiệm kỳ 3 với tỷ lệ 94% phiếu đồng ý hợp lệ trên tổng số đại biểu. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông vẫn nhận được đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương, mặc dù trước đó ông Singh không tái cử. Sau đó, đại hội đã biểu quyết cho phép ông rút khỏi danh sách bầu cử. Từ ngày 6 tháng 4 năm 2016, ông được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ và nghỉ hưu theo chế độ.